À, tôi phải chắc là được 60% rồi. 60 nè. À, mới 60 rồi. Ủa chị là chú phun cuối cùng phun mấy lần nhỉ? Phun lần bắt lo với hai lần kích rồi. Mới lú vậy đó. Nó mới phúng thấy không? Khoảng 60% rồi thấy không? Nhỏ nè, này chưa thấy rõ lắm, để nữa ra bông 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 mới nhìn mới đã. Thì bây giờ nó mới vậy đó. Hút nước hết chứ mưa luôn chú, xiết. Xiết, xiết cho nó xào cho nó ra. Thời điểm này cho nó nhìn đói ra, bởi cây nó hơi cằn nha. Thì triệt mà, thì cho xào nó mới ra mà. Số thì nó nhóm. Đây là sau một trận mưa rất là tầm tã nha. Thì bình thường mưa nó là bình thường rồi. Nhưng mà cái vườn của chú 11 đang trong giai đoạn xiết nước làm bông á, thì nó vừa gặp một trận mưa rất là lớn luôn nha. Mưa mà ướt đẫm luôn. Bây giờ là hiện tại là sáng mấy 7 giờ chiều rồi. Sáng mấy chiều mà trời mưa á. Bà con có thể thấy cái màn hình nó bị mờ á, là do là thời tiết nó đang rất là tối nha. Thì hiện tại thì sau một cơn mưa rất là lớn thì chú 11 bắt đầu tiến hành rửa mắt cua á, tại vì không rửa nó sẽ bị đen. Thì chú 11 đang đi rửa thì Như cũng cập nhật cái tình hình hiện tại tại cái khu vực này á, nó rất là khó làm bông năm nay á. Tới tháng 11 rồi mà vẫn còn những cái trận mưa lác đác một buổi ban đêm thế này. Đang mưa mà phải lặt đặt đi rửa thì chăm cây sầu riêng thì rất là khó nha. Trong giai đoạn xiết nước á, để cho nó khô hạn á, mà gặp những cái trận mưa này cũng là những cái cơn đau đầu nhức nhối cho bà con mình á. Mưa rất là lớn luôn á bà con. Ướt nhẹp luôn nha. Thời tiết là một trong những cái yếu tố quyết định đến cái việc mà làm bông á. Thấy nước nó động lại là bà con có thể thấy vườn để cỏ nên đi nó sạch, chứ cút ở trong á không có cỏ đi nó ướt dữ lắm luôn á. Mỗi ngày thì đỡ. Mưa này là mưa, đây là hiện tại là đang là 6 giờ rưỡi nha bà con. Đã mắc cua nó ra khó rồi mà còn gặp cái thời tiết này nữa thì khó trồng khó nha. Đây là hình ảnh chú 11 buổi tối rồi vẫn ra vườn rửa mắc cua nha. Mưa lớn là lặt đặt chạy ra vườn rửa liền nha. Không để lâu được, để lâu nó sẽ bị đen mắc cua. Làm sầu riêng rất là cực ở những cái giai đoạn mà làm bông này nè. Sầu riêng đúng thực chất là một đứa con mà cần được nuông chiều luôn á. Chăm sóc nó từng ly, từng tí. Từ cái giai đoạn mà tạo mầm nè, rồi nó ra mắt cua, làm bông, rồi sau đó ra trái, dưỡng trái. Rồi bắt đầu thu hoạch xong lại bắt đầu phục hồi. Nó như là một vòng tuần hoàn vậy đó. Nói chung là lúc nào mình cũng phải chăm sóc nó. Không có cái nghề nào là dễ dàng cả. Thì một cái nghề, Như cảm thấy một cái nghề trồng sầu riêng này là cũng là một trong cái nghề, những cái nghề mà khó khăn nhất, cực nhọc nhất của bà con nông dân mình nha. Trồng bất cứ cây gì có thể bỏ nó được, không có thể chăm sóc được, như là chuối nè, chanh nè, hay là tắc gì đó, đu đủ, có thể bỏ nó vài tháng cũng được, cũng chả sao. Nhưng mà một khi đã đâm đầu vào sầu riêng rồi thì chỉ có nước là phải theo nó thôi, chứ bỏ nó là coi như tiêu tùng luôn rồi. Nó là một loại cây không phải là tự sinh tự diệt được, mà phải cần sự nuôi nắng chăm sóc của bà con mình. Cho nên á, cái việc thời tiết á, nó ảnh hưởng rất là nhiều. Một phần là mình cũng phải đeo theo cái thời tiết và mình áp dụng cái phương pháp thích hợp cho vườn của mình. Như hiện tại thì là mắc cua nó đang ra như vậy nè, mà gặp dài chẳng mưa lớn á, thì mắc cua nó sẽ bị đen. Nên là chúng ta phải tiến hành đi rửa mắc cua gấp luôn á. Mọi người có biết tại sao mà ở miền Tây á hay có cái việc mà sử dụng bát lo để làm bông không? Tại vì cái tư tưởng của bà con mình á, một năm á chỉ có một vụ duy nhất thôi, là mọi cách bắt buộc, là mọi cách cho nó ra bông, rồi sau này phục hồi lại. Thì đó là cái tư tưởng, đó là cái quan niệm đã ăn sâu từ biết bao lâu đời của bà con ở đây rồi, nên mà khó có thể một ngày một bữa mà thay đổi được cái tư tưởng đó, nên nó phải cần thời gian. Bây giờ thì công nghệ cũng phát triển rồi,
Có nhiều anh chị em mình cũng có khuyên ngăn là không nên sử dụng phát lo để kích thích ga bông. Nhưng mà để thay đổi được cái tư tưởng này thì Như nghĩ là phải cần một thời gian á. Chú mùng 1 đang tiến hành rửa mắt cua nghe, thì cái đường nó đang rất là khó đi á, nên Như không có thể nào mà qua đó quay được cho bà con mình. Thì ở những cái lần mà cập nhật tiếp theo á, thì Như sẽ quay cái tiến trình làm bông của chú 11 xem kết quả như thế nào nha. Hẹn gặp lại bà con mình ở những video tiếp theo nha. Trời cũng tối rồi.